đây là tâm tôi sáng tỏ và trống không. Theo Kim Cang Thừa, con đường nhanh chóng để tỉnh thức là nhìn thẳng vào tâm của chính bạn và nhận ra bản tánh thật của tâm. Stokani Rinpoche chỉ cho chúng ta làm sao kinh nghiệm hai phẩm tính sâu sắc nhất của tâm. Hồi nhỏ, tôi thường hay ngồi trong lòng của ông tôi khi ông thiền định. Dĩ nhiên, lúc 2 hay 3 tuổi, tôi không hình dung được thiền định liên quan đến cái gì. Ông đâu có chỉ dẫn cho tôi và đâu có nói với tôi về chính cái trải nghiệm của ông. Vậy mà khi ngồi với ông, tôi cảm giác thoải mái vô cùng, cùng với kiểu mê hoặc của trẻ thơ với bất cứ thứ gì đang diễn ra quanh tôi. Tôi cảm thấy chính mình đang nhận ra cái gì đó trở nên sáng hơn và tràn trề hơn trong chính thân tôi, chính tâm tôi, chính lòng tôi. Khi tôi đủ lớn để tìm từ ngữ cho nó, cái đó gọi là một loại tia soi sáng đời sống của mọi chúng sanh. Nó được ban cho những cái tên khác nhau bởi những người thuộc nhiều giới khác nhau, và bản tánh của nó đã được tranh luận trong nhiều thế kỷ. Trong nhiều giáo lý Phật giáo, nó được biết như là Phật tánh. Thuật ngữ là một sự chuyển ngữ gần đúng của hai từ tiếng Phạn, thường có thể thay thế cho nhau. Sugata Gaba hoặc Tathagata Gaba như Lai Tạng. Sugata có thể được hiểu đại khái như đến cực lạc, trong khi Tathagata thì thường thường được hiểu là như thế đã đến. Cả hai đều nói đến những người như Đức Phật đã siêu việt hoặc vượt qua mâu thuẫn, ảo tưởng hoặc bất cứ loại khổ đau nào. Một trạng thái mà người ta có thể tạm hiểu như cực lạc. Gaba thì hầu như là thường được diễn giải là thể tánh, mặc dù ở cấp độ tinh tế nó cũng có thể chỉ hạt giống hoặc căn nguyên. Cho nên một giải thích chính xác hơn của Phật tánh có thể là thể tánh của một người đã vượt qua sự mâu thuẫn, ảo tưởng, vân vân để đạt trạng thái cực lạc hoàn toàn. Một trong những giáo lý cốt lõi của Phật giáo là tất cả chúng ta đều có thể tánh này, căn nguyên hoặc hạt giống này. Hầu hết chúng ta đều cảm giác một loại tánh không nào đó vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta tự hỏi, tôi đang làm gì đây? Đây có thể là một công việc, một mối quan hệ, một mái nhà, một thân thể với các khớp kêu răng rắc, một tâm hồn với ký ức phai mờ. Tuy vậy, nếu chúng ta nhìn sâu hơn, chúng ta có thể thấy rằng sự trống không mà chúng ta có thể cảm nhận được trong cuộc đời mình thực ra là một viễn cảnh tích cực. Phật tánh thì khó diễn tả, phần lớn bởi vì Phật tánh là vô biên. Có một chút khó để thu hẹp cái vô biên trong phạm vi ranh giới rõ ràng của từ ngữ và hình ảnh. Mặc dù cảm giác thực sự đạt tới bản tánh tỉnh thức của chúng ta không thể diễn tả tuyệt đối, nhưng trên hai thiên niên kỷ qua, một số người đã cố gắng ít nhất làm sáng tỏ theo cách dùng từ ngữ để soi sáng dọc theo hành trình. Tánh không. Theo truyền thông, một trong những từ diễn tả nền tảng của chúng ta là ai và là gì. Thực vậy, nền tảng của mọi hiện tượng đã được diễn giải là tánh không. Từ ngữ mà thoạt nhìn dường như có thể hơi rùng rợn. Một gợi ý được chứng minh bởi các dịch giả và diễn giả triết học Phật giáo rằng có một loại trống rỗng nào đó tại trung tâm con người của chúng ta. Hầu hết chúng ta đều có cảm giác một loại tánh không nào đó vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta tự hỏi, tôi đang làm gì đây? Đây có thể là một công việc, một mối quan hệ, một mái nhà, một thân thể với các khớp kêu răng rắc, một tâm hồn với ký ức phai mờ. Nếu chúng ta nhìn sâu hơn, tuy chúng ta có thể thấy rằng cái trống không mà chúng ta có thể cảm nhận trong cuộc đời mình thực ra là một viễn cảnh rất tích cực. Tánh không là một giải thích gần đúng của thuật ngữ tiếng Phạn Sunyata và thuật ngữ tiếng Tạng Tongpa Niyi. Nghĩa cơ bản của chữ Phạn Sunya là không có gì, trong khi chữ Tạng Tongpa nghĩa là trống không. Nhưng không phải nghĩa của giống tuất hay trống rỗng, mà đúng hơn trong nghĩa nền tảng của nhận biết vượt xa khả năng lĩnh hội bằng đầu óc
hoặc nắm bắt một khái niệm chính xác, gọn gàng của chúng ta. Có lẽ một sự hiểu hơn về ý nghĩa sâu sắc của từ này có thể là không thể diễn bày hoặc không thể gọi tên. Vì vậy, khi các Phật tử nói về tánh không như là nền tảng của con người chúng ta không có ý cho rằng cái người hay cái điều mà chúng ta là lại không là gì cả, là số không. Đây là một quan điểm có thể dành cho một loại thuyết hoài nghi. Những giáo lý thực tế về tánh không đưa đến một không gian rộng mở vô biên, cho phép bất cứ thứ gì đó hiện ra, đổi thay, mất đi và hiện ra lại. Nói cách khác, ý nghĩa cơ bản của tánh không là khai phóng hoặc có khả năng. Ở trình độ cơ bản của con người, chúng ta là trống không, không có những đặc điểm có thể định rõ. Chúng ta không được xác định bởi quá khứ của chúng ta, hiện tại của chúng ta hoặc các ý tưởng và cảm thọ của chúng ta về tương lai. Chúng ta có khả năng kinh nghiệm bất cứ thứ gì, và bất cứ thứ gì có thể liên quan đến các ý tưởng, cảm thọ và cảm giác trên thân. Thực hành tánh không. Tôi muốn cho các bạn nếm trải một chút tánh không thông qua bài thực hành được biết là thiền định không có đối tượng. Si này là thuật ngữ tiếng Tây Tạng kết hợp bài hai từ si, thường được diễn giải là tĩnh lặng hoặc an định, và này có nghĩa là an trụ hoặc đơn giản ở yên đó. Trong tiếng Phạn, thực hành này được gọi là samatha. Như si, sama có thể được hiểu bằng nhiều cách khác nhau, kể cả an tĩnh, an trụ hoặc lắng dịu. Trong khi tha giống như này có nghĩa là ở lại hoặc ở yên. Cho dù tiếng Phạn hoặc tiếng Tạng, các từ ghép miêu tả tiến trình lắng dịu từ trạng thái phấn khích của tinh thần, cảm xúc hoặc giác quan. Khi chúng ta nhìn thấy cái gì đó, nghe điều gì đó, hoặc có một ý nghĩ hoặc cử chỉ, thì hầu hết chúng ta đều phản ứng gần như tự động cùng với một kiểu phán xét nào đó. Phán xét này có thể rơi vào ba phạm trù cơ bản: dễ chịu, tôi thích điều này; khó chịu, tôi không thích điều này; hoặc mơ hồ, tôi không biết liệu tôi thích điều này hay không nữa. Mỗi phạm trù này thường được chia nhỏ ra thành các phạm trù nhỏ hơn. Chẳng hạn, các cảm giác dễ chịu được đánh giá là tốt, các cảm giác khó chịu được đánh giá là tệ. Đến chừng mức mà một học sinh bày tỏ nó, phán xét mơ hồ, chỉ là quá khó. Em thường cố tống nó ra khỏi đầu để tập trung vào một thứ gì khác. Tuy nhiên, các khả năng được thể hiện qua những phản ứng khác nhau này xúi chúng ta bám vào các phán xét và khuôn khổ vốn là nền tảng cho chúng, làm suy yếu dần dần sự cố gắng của chúng ta để phân biệt giữa có đó và chân thật. Có nhiều kiểu thực hành Sinai hay Samatha. Thực hành mà tiếp cận gần nhất với hiểu biết thực nghiệm hơn là lý thuyết về tánh không thường được biết như là không có đối tượng, bởi vì nó không liên quan tới, như một số biến thể khác, tập trung chú tâm vào một đối tượng cụ thể như âm thanh hoặc mùi vị, hoặc một vật cụ thể như bông hoa, viên pha lê hoặc ánh nến. Những chỉ dẫn cho bài thiền định này thì đơn giản. Chỉ cần giữ thẳng cột sống trong khi các phần còn lại của cơ thể đều thả lỏng. Hãy hít thở sâu vài lần, mở mắt nhưng đừng chăm chú đến nỗi mắt bị rát hay chảy nước mắt. Bạn có thể chớp mắt, nhưng phải nhận biết chính mình đang chớp mắt. Mỗi cái chớp mắt là một trải nghiệm của giây phút này. Bây giờ, hãy để chính bạn nhận biết mọi thứ mà mình đang trải qua. Các cảnh tượng, âm thanh, cảm giác trên thân, ý tưởng và cảm xúc. Cho phép bản thân cởi mở với tất cả những trải nghiệm này. Chắc chắn, khi bạn bắt đầu bài thực hành này, mọi loại ý tưởng, cảm thọ và cảm giác sẽ được bạn cảm nhận qua. Đây là điều được mong đợi. Bài thực hành nhỏ này theo nhiều nghĩa khác nhau, giống như khi bắt đầu chương trình tập tạ ở phòng tập thể dục. Lúc đầu, bạn có thể nâng chỉ vài ký, lặp đi lặp lại vài lần trước khi cơ bắp của bạn mỏi. Nhưng nếu bạn tiếp tục nâng, từ từ bạn sẽ thấy mình có thể nâng tạ nặng hơn và thực hiện nhiều lần hơn.
Tương tự, học kết nối với giây phút này là một tiến trình tiệm tiến. Lúc đầu bạn có thể mở ra mỗi lúc chỉ vài giây trước khi các ý tưởng, cảm xúc và cảm giác nổi lên trên bề mặt và thu hút sự chú ý của bạn. Chỉ dẫn cơ bản chỉ là đừng theo đuổi những điều này, mà chỉ nhận biết mọi thứ đi qua nhận biết tính giác của bạn như nó đang là. Bất cứ điều gì bạn trải nghiệm, đừng có ngăn cản nó, thậm chí việc bắt đầu bực bội. Ồ, tôi ước gì đứa bé hàng xóm vặn nhạc nhỏ xuống. Tôi ước gì gia đình ở tầng trên đừng la hét nhau nữa. Là một phần của hiện tại. Chỉ quan sát những ý tưởng và cảm thọ này đến và đi. Và chúng đến đi nhanh như thế nào, và chúng nhanh chóng được thay bằng những ý tưởng và cảm thọ khác như thế nào. Nếu bạn tiếp tục thực hiện điều này, bạn sẽ nếm vị chân thật của tánh không. Không gian rộng lớn bao la trong đó, các khả năng nổi lên và phối hợp với nhau, nhảy múa cùng nhau trong một lúc và tiêu tan nhanh chóng lạ lùng. Bạn nếm trải được một mặt bản tánh căn bản của mình. Đó là sự tự do trải nghiệm bất cứ thứ gì và tất cả mọi thứ. Đừng phê phán hay chỉ trích bản thân nếu bạn thấy mình đang chạy theo các cảm giác, ý tưởng hoặc cảm xúc. Không ai thành Phật sau một đêm. Thay vào đó, hãy nhận ra rằng trong vài giây, bạn có thể trực tiếp kinh nghiệm điều gì đó mới, điều gì đó ngay bây giờ. Bạn đã kinh qua lý thuyết và đã mạo hiểm đi vào lĩnh vực kinh nghiệm. Khi bạn bắt đầu để cho những kinh nghiệm của mình đến và đi, bạn bắt đầu thấy chúng ít vững chắc. Chúng có thể có đó, nhưng chúng bắt đầu hoài nghi liệu chúng có chân thật không. Kinh nghiệm đi theo chủ ý, dù chúng ta ở bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì. Điều tất cả chúng ta cần làm là nhận diện các ý tưởng, cảm thọ và tri giác của chúng ta như là điều gì đó tự nhiên. Không bác bỏ cũng không chấp nhận. Chúng ta chỉ đơn giản thừa nhận kinh nghiệm ấy và để nó đi qua. Nếu chúng ta giữ vững điều này, cuối cùng chúng ta sẽ thấy chính mình có khả năng xoay sở được những tình huống mà trước kia chúng ta thấy khổ đau, sợ hãi hoặc buồn rầu. Chúng ta sẽ khám phá ra cảm giác tự tin, loại tự tin không bén rễ tự tính kiêu ngạo hoặc tự cao. Chúng ta sẽ nhận biết rõ mình luôn được chở che, luôn an toàn và luôn quay về. Tính sáng. Bài thực hành được mô tả trên đây nêu lên một khía cạnh khác của bản tánh căn bản. Và giờ đây, tôi sẽ để cho các bạn đi vào sự hiểu biết khác thường một chút xíu. Như đã đề cập trước đó, theo nhiều bản dịch Tây Tạng chuẩn mực, thành tố ni y có nghĩa là nét trong tiếng Anh, phẩm tánh tinh túy của một sự vật. Nhưng tôi được dạy rằng thành tố ni y trong tông pa ni y ở mức độ biểu tượng ám chỉ tính sáng, khả năng nhận biết về tất cả những sự vật mà chúng ta kinh nghiệm được, nhận thấy điều chúng ta kinh nghiệm và biết rằng chúng ta đang thấy nó. Khả năng này là phương diện biết về bản tánh của chúng ta, năng lực căn bản hết sức đơn giản của sự nhận biết. Sự nhận biết căn bản hoặc tự nhiên này đơn thuần là một tiềm năng, giống như tánh không là khả năng trở thành bất cứ thứ gì. Tính sáng là khả năng thấy bất cứ thứ gì. Nó giúp cho chúng ta có thể nhận biết và phân biệt trạng thái khác nhau vô tận của các ý tưởng, cảm thọ, cảm giác và hiện tướng liên tục khởi lên từ tánh không. Không có tính sáng, chúng ta không thể nhận biết hoặc nhận ra bất cứ khía cạnh nào của kinh nghiệm của chúng ta. Nó không liên quan đến sự nhận biết về bất cứ sự vật cụ thể nào. Sự nhận biết về một sự vật, về mặt chủ thể, người nhận biết và đối tượng, sự vật, cảm nhận, vân vân mà chủ thể nhận biết, là một điều gì đó mà chúng ta học trong khi chúng ta tiến bộ. Phương diện tỉnh giác hoặc nhận biết về bản tánh này của chúng ta thường được mô tả bằng tiếng Tây Tạng là Osenwa, cũng có thể diễn giải là quang minh, khả năng căn bản để soi sáng hoặc làm sáng tỏ các kinh nghiệm của chúng ta, và vì vậy nhận biết hoặc tỉnh giác về chúng. Trong những lời dạy, đôi khi Đức Phật ví dụ nó giống như là một ngôi nhà mà trong đó ngọn đèn được thắp lên và xua tan bóng tối hoặc xuyên qua chớp cửa.
Ngôi nhà tượng trưng cho những khuôn khổ ràng buộc chúng ta với một viễn cảnh có vẻ vững chắc về bản thân chúng ta và thế giới xung quanh mình. Ngọn đèn tương ứng với tính quang minh của bản tánh căn bản của chúng ta. Cho dù bóng tối có dày đặc và cửa chớp đóng khít chặt như thế nào đi chăng nữa, chắc chắn một chút ánh sáng bên trong ngôi nhà cũng chiếu xuyên qua. Bên trong nhà, ánh sáng từ ngọn đèn làm sáng tỏ để phân biệt. Lấy ví dụ như giữa ghế, giường hoặc thảm, tương đương với các ý tưởng, cảm xúc và cảm thọ cá nhân của chúng ta. Khi ánh sáng này rọi qua bóng đêm hoặc cửa chớp thì chúng ta nhìn thấy các thứ khác, con người, nơi chốn hoặc sự việc. Những cảm nhận như vậy có thể mang tính nhị nguyên, tức là khuynh hướng nhận biết kinh nghiệm của chúng ta về mặt bản thân và người khác. Tôi và đâu phải tôi. Nhưng nếu chúng ta dành chút thời gian, thậm chí để cảm kích những khoảnh khắc lờ mờ như vậy, thì chúng ta có thể đạt đến một kinh nghiệm sâu sắc hơn và rộng lớn hơn về tính sáng căn bản hoặc tự nhiên. Thiền định nếm vị của tính sáng. Để kinh nghiệm tính sáng, trong nhiều trường hợp cần phải bắt đầu bằng một thực hành thiền định hoặc thiền chỉ khác. Lần này sử dụng một đối tượng chính thức như là trọng tâm chú ý của chúng ta, tôi khuyên bạn nên dùng một đối tượng vật lý như một chiếc ly trong suốt, bởi vì đối tượng đó trong suốt và xuyên thấu rồi. Hãy bắt đầu đặt đối tượng như vậy ở nơi có thể thấy dễ dàng, cho dù bạn đang ngồi trên ghế, trên bồ đoàn hoặc dưới sàn nhà. Hãy dành một chút thời gian ngừng lại để thiền định hoặc chỉ không có đối tượng, để cởi mở bản thân, để kinh nghiệm. Sau đó hãy nhìn vào đối tượng mà bạn đã chọn, không quá một phút trong một khoảng thời gian. Một tiến trình không khác gì nhìn chằm chằm vào màn hình TV hoặc một người xếp hàng trước chúng ta ở quầy tạp phẩm lắm. Sau đó chậm chậm, dần dần chuyển chú tâm của bạn từ đối tượng chú ý hướng vào phương diện có khả năng nhận biết các đối tượng của con người bạn. Hãy nhận diện khả năng nhìn và kinh nghiệm các sự vật của bạn. Khả năng này thường xuyên được cho là điều hiển nhiên. Lần đầu tiên khi chúng ta bắt đầu dừng sự chú tâm của mình vào đối tượng, chúng ta có khuynh hướng thấy đối tượng như khác biệt hoặc tách rời khỏi bản thân chúng ta. Theo các nhà khoa học thần kinh và tâm lý học mà tôi đã nói chuyện, khả năng tạo nên sự khác biệt như vậy là một phần cơ chế sinh tồn nhằm giúp chúng ta phân biệt giữa những đối tượng có thể gây hại với những đối tượng có thể giúp chúng ta trong môi trường sống của mình. Kết quả là cơ chế sinh tồn này tác động lên ý thức bên trong về cái tôi của chúng ta như những con người được xác định rõ ràng độc nhất vô nhị, thuần nhất và tách rời khỏi cái không phải tôi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nếm vị của tính sáng. Đầu tiên, hãy nghỉ ngơi trong hiện tại rộng mở. Sau đó chuyển sự chú tâm của bạn vào đối tượng mà bạn đã chọn để định. Các ý tưởng, cảm thọ và phán xét về đối tượng gần như chắc chắn sẽ phát sinh. Cái này thật đẹp, cái này xấu, cái này tôi không biết, nó chỉ là cái ly. Thậm chí bạn có thể tự hỏi, tại sao tôi làm điều này vậy? Như tôi đã tự hỏi nhiều năm về trước khi được dạy về thực hành này. Mục đích thực hành điều tại sao này nằm ở bước tiếp theo. Sau khi định một lúc vào một đối tượng, hãy chuyển sự chú tâm của bạn hướng vào trong, từ đối tượng sang tỉnh giác, nhằm nhận biết không chỉ đối tượng mà còn các ý tưởng, cảm thọ, phán xét khác nhau xung quanh nó. Khi bạn làm như vậy, một cảm nhận hết sức nhẹ nhàng về những gì mà nhiều vị thầy của tôi gọi là nhận biết tính giác khởi lên. Bạn sẽ bắt đầu nhận biết bất cứ thứ gì bạn nhìn thấy, dù bạn thấy nó như thế nào, đều kèm theo dư lượng cảm xúc và tư duy. Những thứ còn lại của một đứa trẻ lôi thôi, thất vọng trong đôi mắt của cha mẹ hay thầy cô, nạn nhân của một đầu gấu học đường. Khi chúng ta chuyển sự nhận biết tỉnh giác hướng vào trong, chúng ta bắt đầu buông lỏng những hình tượng mà chúng ta bám chấp về bản thân mình và thế giới xung quanh. Trong khi làm như vậy, chúng ta bắt đầu sử dụng tiến trình phân biệt hơn là để nó sử dụng mình.
chúng ta bắt đầu nhìn thấy những kinh nghiệm đã qua có thể đổi thành những khuôn khổ hiện tại như thế nào. Chúng ta thoáng thấy khả năng kết nối giữa cái chúng ta thấy và khả năng thấy của chúng ta.